Đây các bạn, thì bữa đi làm ngày thứ tư các bạn. Đi uống lại mấy cái tùng nó thao, uống xong hết rồi các bạn. Làm tay đồ cũng xong hết rồi. Bây giờ là tỉa gọn lại thôi ha. Năm cây nha các bạn. Này một cây cao 29 nha các bạn. Xong hết rồi. Đây các bạn, đó, đây là mình đi chỉnh sửa xong hết rồi các bạn. Làm đây chân đồ ra hết ha. Tùng lá hán nha các bạn. Chung là làm xong nó điện mà hồi xưa là người ta không có làm á các bạn, người ta chỉ có uống sơ sơ để dúng vô bán hàng chợ, xong rồi giờ làm lại hết rồi nè. Đó dòm nó ra tay ra đồ thấy dòm thấy bánh tán được ha. Ồ, rất là ok ha. Chậu nè các bạn thấy không, cái chậu không là thấy khủng. Uống ơi, uống lấy cái gì uống cho đẹp đúng không? Ờ trời.